Mở đầu là phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 11, Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh quỹ năm và thảo luận một số nội dung quan trọng. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2023 là năm thứ ba Bến Tre triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự phấn đấu quyết tâm cao và thực hiện các giải pháp mang tính đột phá quyết liệt, tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết năm đạt nhiều kết quả quan trọng, có 17 trên 24 chỉ tiêu đạt và dược, một chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt. So với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, ước đến cuối năm 2023, có 3 trên 20 chỉ tiêu đạt và dược, 10 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 4 chỉ tiêu đạt trên 50%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Tại hội nghị lần này, đại biểu sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 12 tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về các nội dung dư tổng kết thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 và dự thảo nghị quyết tỉnh ủy năm 2024, chương trình làm việc của ban chấp hành đảng bộ tỉnh năm 2024, chủ trương về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng của tỉnh ủy năm 2023 và chương trình kiểm tra giám sát của tỉnh ủy năm 2024, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động số 32 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 03 ngày 18 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 01 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua động khởi mới giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy, phát triển Bến Tre về hướng đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án số 03 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy về quy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030. Sơ kết một năm thực hiện chương trình 26 ngày 10 tháng 10 năm 2022 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh dùng đồng bằng sông Cổ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 01 ngày 20 tháng 10 năm 2020 của tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung hội nghị lần này là rất nhiều và đều là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy năm 2023 và thống nhất đề ra nghị quyết năm 2024. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao tập trung nghiên cứu kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở ngành, địa phương mình, đơn vị mình để góp ý làm rõ thêm, toàn diện sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị để từ đó đi đến thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu mà hội nghị đã đề ra. Dịp này, Ban tổ chức tỉnh quỹ đã công bố quyết định của ban bí thư, chỉ định đại tá Đoàn Minh Trung, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn y đồng chí Đỗ Hoàng Minh, ủy viên ban thường vụ Quyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cải Năm, giữ chức ủy viên quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện các nghị quyết, báo cáo quan trọng. Những diễn biến tiếp theo của hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.